Đây là một thế giới quỷ dị hoành hành, đủ loại quỷ dị tạo thành uy hiếp rất lớn đối với nhân loại. Thủ đoạn của nhân loại đối với quỷ dị không có hiệu quả, chỉ có lợi dụng quỷ dị đối phó quỷ dị. Bởi vậy sinh ra nghề ngự quỷ sư. Sở tu, một cái xuyên việt giả, có được toàn thế giới từ trước tới nay mạnh nhất thiên phú. Tất cả mọi người chờ mong hắn khế ước có được âm thần cấp, cấp 9, tiềm lực quỷ dị, nhưng hắn lại khế ước chỉ có ác linh cấp, cấp 1, tiềm lực quỷ dị sở tu nháy mắt từ thiên tài biến thành phế vật, bị rất nhiều người cười nhạo. Chủ nhiệm lớp trừng mắt lạnh lùng với cậu, bạn gái hoa khôi trường bỏ cậu mà đi, học viện đỉnh cấp cũng từ bỏ cậu. Sở tu đối với việc này căn bản cũng không quan tâm, hắn biết mình nhất định sẽ trở thành thế giới người mạnh nhất. Bởi vì khế ước của hắn, quỷ dị, tên là chung Quy. Nhiều năm về sau, sở tu ngạo nghệ đứng trên đỉnh thế giới, để cho tất cả quỷ dị đều cảm thấy tuyệt vọng ngày xưa cười nhạo hắn người cũng đều bị vả mặt chủ nhiệm lớp em rất hối hận bởi vì cậu ấy nhất thời đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với cậu ấy hoa khôi trường sở tu tôi sai rồi người tôi yêu nhất vẫn là anh van cầu anh cho tôi một cơ hội phó viện trưởng của ba trường đại học danh tiếng lúc đó tôi có cơ hội tuyển cậu ấy vào nhưng tôi lại bỏ cuộc hãy để tôi quay trở lại quá khứ và tự tác mình hối hận a à ta thật sự là quá hối hận a à, chương một quỷ dị thế giới siêu cấp thiên tài bạn đang nghe tại truyện chấm audio địa tin trường nhất trung thành phố la hải lớp 12 một chủ nhiệm lớp chu á long đang không ngại phiền toái nói với các bạn không biết lặp lại bao nhiêu lần nửa giờ nữa sẽ tiến hành nghi thức khế ước nhớ kỹ nhất định phải lượng sức mà làm không nên vọng tưởng bỗng nhiên nổi tiếng cưỡng ép đi khế ước so với mình đẳng cấp cao hơn nhiều quỷ dị. Quỷ dị không phải thứ thiện lương gì, nếu bọn họ phát hiện thực lực mạnh hơn các ngươi, sẽ dần dần mất đi ý thức, chiếm cứ thân thể các ngươi. 20% nhất định phải nhớ kỹ con số này, tinh thần lực quỷ dị, nhiều nhất chỉ có thể cao hơn 20% so với các ngươi. Bất quá ta đề nghị không nên vượt quá 10%. Trong phòng học các học sinh đều chăm chú lắng nghe, trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút khẩn trương. Chỉ có sở tu, trên mặt hắn không chỉ không có một chút khẩn trương cảm xúc, ngược lại mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong. Hôm nay qua đi, hắn sẽ hoàn toàn cùng quá khứ chính mình cáo biệt, trở thành một cái nhân thượng nhân. Đối với điểm ấy, sở tu là phi thường tự tin, bởi vì tinh thần lực của hắn đạt tới khủng bố 185h, tới nhất giai thượng vị ngự quỷ sư tiêu chuẩn mà một người trưởng thành bình thường tinh thần lực là 10 đến 15 hách, chưa nhập giai ngự quỷ sư tiêu chuẩn là 20 đến 100 hách. Từ khi có ghi chép tới nay, toàn thế giới học sinh trung học tinh thần lực mạnh nhất cũng bất quá 125 hách, sở tu lại trực tiếp vượt qua ghi chép trọn vẹn 60 hách. Con số này tạo thành chấn động cả nước. Sở tu tinh thần lực có thể mạnh như vậy, chủ yếu quy công cho hắn là một người xuyên Việt. 18 năm trước, sở tu xuyên qua đến phương thế giới này trở thành một cái mới sinh ra hài nhi hắn xuyên qua quốc gia này tên là đại hạ cùng hắn xuyên qua trước chỗ ở quốc gia độ tương tự phi thường cao chỉ có điều trong thế giới này lại có thêm một thứ quỷ dị quỷ dị tương tự với kiếp trước chí quái trong tiểu thuyết quỷ nhưng lại có chỗ khác nhau chúng nó dị thường hung tàn đối với sinh vật huyết nhục có điên cuồng khát vọng là một loại phi thường đáng sợ đồ vật Thủ đoạn của nhân loại không có cách nào đối phó quỷ dị, có thể đối phó quỷ dị chỉ có quỷ dị. Bởi vậy sinh ra nghề ngự quỷ sư này. Trong thế giới này, tất cả mọi người sau khi đạt tới 15 tuổi sẽ bắt đầu học tập phương pháp minh tưởng, tăng lên tinh thần lực của mình. Đến 18 tuổi, cũng chính là tốt nghiệp trung học thời điểm, tinh thần lực chỉ cần vượt qua 20 hex, liền có thể khế ước quỷ dị, trở thành một gã ngự quỷ sư. Nghe có vẻ rất đơn giản nhưng một bước này lại cự tuyệt 80% người ngoài cửa. Sở tu bởi vì là người xuyên Việt, cho nên mới vừa sinh ra đã có được tinh thần lực sánh ngang người trưởng thành, hắn 8 tuổi thời điểm, tinh thần lực liền đạt tới 20 hách, 15 tuổi tinh thần lực càng là 60 hách. Sau khi học phương pháp minh tưởng, tinh thần lực càng nhanh chóng tăng lên như ngồi tên lửa. Hiện giờ hắn là thiên tài siêu cấp chưa từng có trên địa tinh. Sở tu, lão ban gọi cậu dương triều ngồi cùng bàn lấy khuỷu tay đẩy cánh tay sở tu sở tu lấy lại tinh thần thấy chu á long vẻ mặt u oán nhìn mình sở tu cậu nghĩ gì vậy tôi gọi cậu hai tiếng cũng không thèm để ý đến tôi những học sinh khác nghe được chu á long có chút oán giận cả người nổi da gà chu á long là một người rất nghiêm khắc nếu như là những học sinh khác không để ý tới hắn nhận được nhất định là mặt đen còn có sư tử rống nhưng đối mặt sở tu Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nổi giận, hơn nữa còn thường xuyên đối với Sở Tu hỏi hang ân cần, giống như là một cái liếm chó. Nhưng không có biện pháp, ai bảo Sở Tu người ta thiên phú cao chứ. Sở Tu ngượng ngùng cười cười. Tôi đang nghĩ lát nữa khế ước quỷ dị như thế nào là thích hợp nhất với mình. Chu Á Long trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói: "Ngươi còn cần nghĩ sao? Nhất định là khế ước có tiềm lực âm thần quỷ dị a, à, hơn nữa còn là mạnh nhất." sở tu tự tin trả lời ta cũng nghĩ như vậy thế giới này quỷ dị dựa theo thực lực từ thấp đến cao phân biệt là du hồn ác linh hung sát lời quỷ quỷ binh quỷ tướng quỷ vương quỷ hoàng quỷ đế cùng với âm thần các học sinh tự nhiên sẽ không đi khế ước thực lực mạnh như vậy quỷ dị bọn họ khế ước toàn bộ đều là quỷ dị trẻ con thực lực đại bộ phận chỉ có du hồn cấp bất quá căn cứ chúng nó tinh thần lực mạnh yếu có thể phán định quỷ dị trưởng thành hạng mức cao nhất. Ví dụ như tinh thần lực ở khoảng 20 đến 30, mức trưởng thành cao nhất chính là du hồn, mà du hồn là quỷ dị bất nhập giai, cũng là quỷ dị tầng dưới chót nhất. Tinh thần lực từ 30 đến 40, mức tăng trưởng cao nhất chính là ác linh, cứ như vậy mà suy ra. Mà có được quỷ đế cùng âm thần tìm lực quỷ dị, chúng nó thời thơ ấu liền có được ác linh cấp thực lực tinh thần lực đều ở trên 100. Bởi vì bọn họ đã chính thức nhập giai, cho nên khế ước bọn họ cần tinh thần lực ít nhất cũng phải 90 trở lên. Chu Á Long đối với sở tu trả lời rất là hài lòng. Còn có chuyện, đó chính là hôm nay khế ước nghi thức sẽ ở cả nước tiến hành truyền hình trực tiếp, mặt khác ba đại siêu cấp săn quỷ học viện, còn có hơn 10 cái nhất lưu săn quỷ học viện chiêu sinh các lão sư đều sẽ tới. Phòng học các học sinh đều khiếp sợ kêu lên, đây chính là toàn quốc truyền hình trực tiếp a bọn họ trình độ gì, lại có thể hưởng thụ được đại ngộ như vậy. Mặt khác chính là ba đại siêu cấp săn quỷ học viện cùng nhất lưu săn quỷ học viện dĩ nhiên đều tới, đây chính là đại hạ ưu tú nhất săn quỷ học viện A. Phải biết rằng bọn họ La Hải thì chỉ là một cái nho nhỏ tam tuyến thành thị năm ngoái những trường danh giá này căn bản cũng không hồi phái chiêu sinh lão sư lại đây. Cho dù là có học sinh thi đậu những trường danh giá này, cũng bất quá là gửi một phong thư thông báo trúng tuyển tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, năm nay những giáo viên tuyển sinh của các trường danh giá này lại đồng loạt tới. Đương nhiên, các học sinh cũng đều biết, mặc kệ là toàn quốc phát sóng trực tiếp hay là những này trường danh giá chiêu sinh lão sư tới nơi này chủ yếu là vì sở tu, nhưng không trở ngại bọn họ kích động a. À. Nhìn các học sinh khiếp sợ dưới đài, Chu Á Long nói: "Ta nói tất cả mọi người đừng quá kích động, bình tĩnh một chút." xuất ra trạng thái tốt nhất của các ngươi, nói không chừng các ngươi biểu hiện tốt, cũng sẽ được học viện nào đó trúng tuyển sớm. Được rồi, các ngươi bình tĩnh một chút, ta chờ nửa giờ lại tới." Nói xong, Chu Á Long cầm lấy bình giữ nhiệt của mình, ngầm nga hát rời khỏi phòng học. Chu Á Long vừa rời đi, trong lớp lập tức nổ tung, các học sinh bắt đầu thảo luận kịch liệt. "Trời ạ, à, cả nước truyền hình trực tiếp a, à, mẹ, con sắp nổi tiếng rồi, người cả nước đều muốn biết con." a a a tam đại siêu cấp học viện a à, đây chính là trường tình trong mộng của ta a à. ta biết ngươi rất kích động nhưng ngươi trước tiên không nên kích động người ta không phải vì ngươi tới người ta là vì sở tu tới tam đại siêu cấp học viện ta không muốn có thể trúng tuyển nhất lưu học viện ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi ngủ đi trong mộng cái gì cũng có mà sở tu làm nhân vật chính bên người cũng vây đầy người ai nấy mồm năm miệng mười nói sở tu cậu thật là lợi hại tất cả các trường đại học danh giá đại hạ đều vì cậu mà đến không ngờ hôm nay còn có thể phát sóng trực tiếp trên toàn quốc đều là dính ánh sáng của sở tu sở tu đùi cậu còn thiếu đồ trang sức sao cậu xem tôi có thích hợp không đại lão ngươi thiếu một người bưng trà đưa nước đấm vai xoa chân sao ta làm những thứ này rất thuần thục nhìn các bạn học nhiệt tình như vậy sở tu cũng không biết nên trả lời cái nào chỉ có thể cười nói. Chuyện này để sau hãy nói, để sau hãy nói. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy như chim sơn ca vang lên. Sở tu. Các bạn học bên cạnh Sở tu nhất thời ngừng thảo luận, quay đầu nhìn về phía người tới. Một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to biết nói, tóc đen nhánh xõa vai đứng ở nơi đó. Cô gái dáng người cao gầy, lung linh hấp dẫn, mặc một bộ váy liền áo hoa nhỏ, bên hồng thắt thành nơ bướm càng lộ ra vòng eo tinh tế của cô. Đây là trầm mộ ngưng, hoa khôi của trường, có vô số người theo đuổi. Nhưng trầm mộ ngưng đối với những người khác đều không có sắc mặt tốt. Chỉ có lúc đối mặt với sở tu mới có thể lộ ra một mặt ôn nhu của mình. Các bạn học vây quanh sở tu trong lòng chua xót tới cực điểm, nhưng bọn họ cũng biết mình cùng sở tu chênh lệch lớn bao nhiêu. So không được, căn bản là so không được a. À. Các bạn học đều yên lặng rời đi ngay cả trần triều ngồi cùng bàn với sở tu cũng lặng lẽ rời đi nhường chỗ cho thẩm mộ ngưng thẩm mộ ngưng ngồi xuống bên cạnh sở tu đôi mắt to lấp lánh nhìn cậu sở tu cậu đã nghĩ ra trường nào chưa sở tu lắc đầu không ngờ ba siêu cấp học viện cũng không kém bao nhiêu người nào đưa ra điều kiện hậu hĩnh hơn thì chọn người đó nghe được sở tu nói chung quanh các học sinh tâm tính đều muốn sụp đổ đây chính là tam đại siêu cấp học viện a bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đỉnh cấp học phủ A, sợ tu lại ở chỗ này chọn ba lấy bốn. Đây quả thực là hư đạo tâm của ta A. Thẩm mộ ngưng cười tươi. Mặc kệ bọn họ đưa ra điều kiện gì, cuối cùng đều là bọn họ kiếm lời. Tiếp theo, nàng lại biểu môi nói. Ta thì khác, tinh thần lực của ta chỉ có 56 hách, tam đại siêu cấp học viện khẳng định là không lên được, nhưng ta lại không muốn tách ra với ngươi, ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ. Nói xong, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Tu, nàng hy vọng Sở Tu nói, "Yên tâm, ta mang ngươi cùng đi." Những lời này. Nàng trước đó hiểu rõ qua, lấy Sở Tu thiên phú, cho dù là muốn cho một con chó trở thành tam đại siêu cấp học viện học sinh, bọn họ đều sẽ cướp đi làm chuyện này. Sở Tu nếu như nói muốn mang theo Trầm Mộ Ngưng cùng nhau nhập học, nàng nhất định sẽ bị ba đại học viện tranh đoạt, còn có thể đạt được cao cấp nhất đại ngộ. Nhưng mà Sở Tu lại hỏi ngược lại, vậy ngươi là thật tâm muốn ở cùng một chỗ với ta sao thẩm mộ ngưng ngẩn ra sở tu có ý gì biểu hiện của mình còn chưa đủ rõ ràng sao chẳng lẽ phải để cho mình đem thân thể cũng cho hắn mới được sao kỳ thật điều này cũng không phải là không thể trong lòng thẩm mộ ngưng hạ quyết định trên mặt lại xuất hiện một tia thẹn thùng sở tu em nhất định là thật lòng em nguyện ý đem hết thảy của mình cho anh khóe miệng sở tu hơi nhếch lên nhéo mũi cô đây là em nói không được đổi ý thẩm mộ ngưng vỗ tay anh hờn dỗi đáng ghét cách hai người không xa một nam sinh tên là trần hằng nhìn hai người liếc mắt đưa tình trong mắt đều muốn phun ra lửa hắn là con chó liếm trung thành của thẩm mộ ngưng theo đuổi hắn ba năm trong thời gian đó đã thổ lộ vô số lần nhưng trầm mộ ngưng đối với hắn vẫn là lạnh như băng giờ phút này nhìn thấy nữ thần của mình đối với sở tu khuôn mặt tươi cười đón chào thậm chí là có chút lấy lòng, hắn không tiếp thu được. Nhưng nghĩ tới chênh lệch giữa mình và sở tu, hắn lại cảm giác được một trận tuyệt vọng. Một người ở dưới đáy biển, một người ở trên trời, làm sao so sánh? Chương 2 Khế ước nghi thức chính thức bắt đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio La Hải thành phố nhất trung bên ngoài trường học đã thực hiện quân sự cảnh giới, trường học trong phạm vi ba dặm không cho phép tiến vào, trừ phi được mời mà trong trường học càng là ba bước một trạm gác năm bước một trạm càng có một đội binh lính tinh nhuệ đợi lệnh tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị trên quảng trường đến từ các đài truyền hình lớn trong cả nước các phóng viên của các mạng internet lớn đều lắp xong máy móc mở ra truyền hình trực tiếp ống kính nhắm ngay một đám đại lão ngồi trên đài chủ tịch ví dụ như thành phố la hải tỉnh trưởng tỉnh giang đông cao thiên chí cục trưởng cục giáo dục tỉnh thị trưởng thành phố la hải trương chí thành còn có phó viện trưởng của ba học viện siêu cấp giáo viên tuyển sinh của học viện hạng nhất hiệu trưởng trường nhất trung thành phố la hải thậm chí còn không kiếm được một chỗ ngồi nào chỉ có thể đứng ở nơi đó làm người dẫn chương trình trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức xuất hiện đây là phòng truyền hình trực tiếp nghi thức khế ước sở tu ngày đầu tiên đúng không rất nhiều đại lão a à. thật sự là trận chiến lớn đã cảnh giới quân sự rồi đội hình này có chút kinh khủng đi. Có thể tiêu diệt một đại quỷ cảnh rồi. Thiên phú của sở tu, đáng giá trận chiến lớn như vậy. Sở tu ở nơi nào? Ta cũng không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy hắn. Thị trưởng thành phố La Hải Trương Chí Thành có thể nói là Xuân Phong đắc ý, mặt đầy hồng quang. Trước kia thành phố La Hải nho nhỏ của bọn họ làm sao có thể có nhiều đại lão như vậy, hôm nay lại đồng loạt tới. Đây đều là công lao của sở tu hắn nhìn hiệu trưởng phương chính đình đứng bên cạnh nói lão phương à ông lập công lớn cho thành phố la hải chúng tôi đấy phương chính đình miệng cười đều khép không lại nhưng trong miệng lại nói khiêm tốn nào có nào có đây đều là sở tu không chịu thua kém a à. trương chí thành lắc đầu cậu cũng không cần quá khiêm tốn tôi biết mấy năm nay có không ít trường học ở thành phố khác muốn tới đào sở tu đi còn nhờ có cậu chu toàn ở giữa mới có thể để sở tu ở lại thành phố chúng tôi phương chính đình nói đây đều là việc ta nên làm trương chí thành mỉm cười nói tất cả những gì cậu làm tôi đều nhìn thấy phó cục trưởng cục giáo dục ba tháng nữa sẽ về hưu cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng phương chính đình nghe vậy mừng rỡ vội vàng nói kính xin thị trưởng yên tâm tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài mà bên kia bầu không khí lại không hài hòa như nơi này của Trương Chí Thành, thậm chí có chút khí thế dương cung bạc kiếm. Phó viện trưởng Hoàng Như Long hung tận nhìn hai người trước mặt. Ta nói cho các ngươi biết, sở tu nhất định là người của học viện săn quỷ kinh đô chúng ta. Mà đô săn quỷ học viện phó viện trưởng Tần Phong Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi thời điểm ta tới viện trưởng cố ý dặn dò qua, lần này bất kể giá nào cũng muốn tuyển nhận sở tu, các ngươi lấy cái gì so với chúng ta? Từ thắng tuyết của thâm thành liệp quỷ học viện cũng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là các ngươi đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, thâm thành liệt quỷ học viện đã chuẩn bị cho sở tu một điều kiện không thể cự tuyệt, hai người các ngươi sang một bên chơi đi. Tần Phong Dương cười nhạo một tiếng. Ha ha, ta chưa từng thấy qua còn dám cùng chúng ta ma đô sang quỷ học viện so tài nguyên, hai người các ngươi tùy tiện báo, ta vĩnh viễn đều áp các ngươi một đầu. Hoàng Như Long sụ mặt. Tài nguyên nhiều không nổi. Ta nói cho ngươi biết, ta có thể lấy ra, mà đồ săn quỷ học viện các ngươi thật đúng là không nhất định có. Tần Phong Dương vẻ mặt tự tin cười nói. Vậy chúng ta đi xem là được. Đi và nhìn và nhìn. Ba đại siêu cấp học viện phó viện trưởng véo lẫn nhau bị chụp được, tại cả nước tiến hành truyền hình trực tiếp, trong phòng truyền hình trực tiếp trong nháy mắt liền soát lên màn đạn. Nghi thức khế ước còn chưa bắt đầu, ba đại học viện đã bắt đầu. Nói giỡn, đây chính là sở tu A, à, toàn thế giới có thiên phú mạnh nhất học sinh A, à, nếu là ta ta cũng bóp. Thật hâm mộ A, à, cậu nói xem sở tu người ta sao lại có thiên phú mạnh như vậy. Ta nói tam đại học viện các ngươi đừng bấm, sở tu chỉ có một, đồng dạng ta cũng chỉ có một, muốn hay không cân nhắc một chút ta. Người phía trước ngươi đang nằm mơ. Rất nhanh, nửa giờ đã trôi qua. Trên quảng trường đứng đầy học sinh, bất quá còn có một chỗ trống, đó là vị trí của lớp 1. Chủ nhiệm lớp 2 đang bực tức. Chu Á Long chết tiệt này, mỗi lần đều bày bài lớn như vậy, hiệu trưởng cũng không nói cậu ta, nếu là người khác, đã sớm bị hiệu trưởng mắng cậu huyết lâm đầu rồi. Chủ nhiệm lớp 3 thì chua xót nói: Ai bảo trong lớp người ta có một sở tu chứ? Nếu tôi là chủ nhiệm lớp sở tu, tôi còn sĩ diện hơn cậu ta chủ nhiệm lớp 4. Cậu không ăn được nho thì nói nho chua, nhưng tớ cũng muốn có học sinh như Sở Tu. Đúng lúc này, trên quảng trường xuất hiện một tia xung sao, ánh mắt của mọi người đều hướng về một chỗ nhìn qua. Mấy chủ nhiệm lớp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Á Long vênh váo tự đắc mang theo học sinh lớp bọn họ đi tới. Đi ở phía trước học sinh chính là sức mạnh lớn nhất của Chu Á Long, Sở Tu. Nhìn thấy Sở Tu mấy cái chủ nhiệm lớp con mắt đều đỏ học sinh tốt như vậy làm sao lại không phải là lớp bọn họ đâu chu á long đời trước tích đức gì mới có thể có được học sinh giỏi như sở tu a mấy người ghen tị hận không thể đánh chết chu á long cướp sở tu lại các phóng viên cũng đều xoay ống kính lại phòng truyền hình trực tiếp trong nháy mắt nhất lên một trận sóng đạn đây là sở tu thiên phú tốt thì thôi người còn đẹp trai như vậy chúng ta sống thế nào đây sở tu đẹp trai quá em muốn gả cho anh ấy đừng bắn nữa các người cản được chồng tôi sở tu rồi anh đánh rắm đó rõ ràng là chồng tôi chu á long mang theo các học sinh đi tới vị trí dành cho bọn họ cười hít mắt nhìn các chủ nhiệm lớp ghen tị đến phát cuồng ờ các ngươi đều đến rồi thật sự là làm khó các ngươi còn phải chờ lớp chúng ta mấy chủ nhiệm lớp nhất tề hừ lạnh một tiếng quay đầu không nhìn chu á long cùng bọn họ bất đồng chính là trên đài tam đại học viện phó viện trưởng lại ngừng tranh đấu thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười bọn họ cũng không muốn ở trước mặt sở tu lộ ra một mặt không tốt miễn cho khiến cho hắn phản cảm nếu bởi vì mình cho sở tu ấn tượng không tốt mà mời chào thất bại chỉ sợ mình sẽ bị hiệu trưởng hảo hảo giáo dục một phen phía sau mười mấy cái nhất lưu học viện chiêu sinh các lão sư đều khiếp sợ nhìn ba người sợ hải thang không thôi không hổ là siêu cấp học viện người, này biến sắc mặt tốc độ chính là nhanh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh bọn họ liền đem ánh mắt chuyển hướng sở tu, đây mới là hôm nay nhân vật chính A. Đại bộ phận chiêu sinh lão sư nhìn sở tu ánh mắt đều là thưởng thức cùng tán dương. Chỉ có thầy giáo tuyển sinh của học viện sang quỷ tấn dương là trường quy là vẻ mặt kích động, trong hốc mắt thậm chí còn có lệ quan mơ hồ. Sau khi mọi người đến đông đủ, Nghi thức khế ước chính thức bắt đầu, đầu tiên là hiệu trưởng lên đài phát biểu. Có lẽ là nhiều như vậy quan trọng khách quý ở chỗ này, cho nên lần này hiệu trưởng cũng không có thao thao bất tuyệt, hai phút liền kết thúc phát biểu. Chủ trì nghi thức khế ước lão sư đi lên đài, lớn tiếng nói. Phía dưới, ta đọc đến tên học sinh lên đài tiến hành khế ước. Người thứ nhất, lớp 15, Vu Phi Long. Lớp 15 một nam sinh cao lớn đứng dậy, hít sâu một hơi, đi lên sân khấu. Quỷ dị là ở một cái ước chừng cao 6 mét màu đen tháp bên trong tiến hành khế ước, người bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong tình huống, chỉ có khế ước thành công về sau, người bên ngoài mới sẽ biết đối phương khế ước là cái gì quỷ dị. Sau khi Vu Phi Long đi vào 2 phút, trên hắc tháp chiếu ra một mảnh màn sáng, trên màn sáng xuất hiện một người mặc áo giáp trách nát, trong tay cầm một tấm cung tiễn mục nát quỷ dị xuất hiện. Khế ước lão sư nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói vu phi long cấp lệ quỷ quỷ dị cung tiễn thủ quỷ kế tiếp lớp 15, mã đại hổ mã đại hổ ác linh cấp quỷ dị dị đồng hát miêu quỷ phương tiểu lệ hung sát cấp quỷ dị bệnh lao quỷ đối với khế ước của những học sinh bình thường này tất cả mọi người không có hứng thú gì những giáo viên đại học kia có buồn ngủ có lấy điện thoại di động ra chơi điện thoại di động dù sao ống kính trực tiếp không nhắm ngay bọn họ số người trong phòng truyền hình trực tiếp cũng đang không ngừng giảm bớt, màn đạn cơ hồ đều biến mất. Ngay cả tỉnh trưởng Cao Thiên Chí cùng thị trưởng đám người cũng là chán đến chết, nếu như đây không phải địa bàn của mình, bọn họ cũng muốn lấy điện thoại di động ra chơi một lát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy giờ sau, đến phiên một ca. Lớp 12, Trương Tử Lâm, quỷ dị cấp lợi quỷ, quỷ tai nạn xe cộ. Lớp 12 một người trong phòng truyền hình trực tiếp rất nhanh liền nhiều lên. Đến lớp một rồi, sở tu sắp lên sân khấu rồi. Còn sớm mà, sở tu nhất định là người cuối cùng. Ta nói các ngươi có thể đừng bắn màn đạn hay không, ảnh hưởng ta xem sở tu. Lại qua hơn nửa giờ, ca một chỉ còn lại có ba người. Kế tiếp, lớp 12, thẩm mộ ngưng. Thẩm mộ ngưng nghe thấy tên mình, đưa tình nhìn sở tu. Sở tu, tôi vào đây. Sở tu cười cười. Cố lên. Thẩm mộ ngưng gật đầu, đi vào. Trong màn đạn lại giấy lên một trận cung triều. À, cô gái tên thẩm mộ ngưng này đẹp quá, có ai biết cách liên lạc với cô ấy không? Các ngươi nghĩ cái gì vậy? Không thấy nàng cùng sở tu thân mật thời gian dài như vậy sao? Ta sắp nứt ra rồi, sở tu thiên phú tốt, bộ dạng đẹp trai coi như xong, còn có bạn gái xinh đẹp như vậy, loại chuyện tốt này xin cho ta một cái a. À a à, à, à cô gái này dám cướp chồng tôi, tôi muốn đấu một mình với anh ta. Sở tu, anh nhìn em đi, mặc dù em không xinh đẹp bằng thẩm mộ ngưng, nhưng em đốt mà. Hai phút sau khi thẩm mộ ngưng đi vào, trên màn hình xuất hiện một con hồ ly cả người trắng như tuyết, con hồ ly này mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, giống như đang cười. Thẩm mộ ngưng, quỷ binh cấp quỷ dị, mị hồ quỷ. Sau khi nghe thẩm mộ ngưng khế ước với tiềm lực quỷ dị của cấp quỷ binh, những giáo viên đại học nhàm chán cực độ còn có đám người thị trưởng thoáng lấy lại tinh thần các lão sư nhất lưu học viện cũng nhìn về phía trầm mộ ngưng nha đầu này không tội a à, vậy mà khế ước quỷ binh cấp tiềm lực quỷ gì ba đại siêu cấp học viện có chút lớn nhưng vào học viện chúng ta là không thành vấn đề một giáo viên tuyển sinh khác cười nhạo đừng nghĩ nữa không thấy nha đầu kia có quan hệ tốt với sở tu sao cô ấy nhất định là đi cùng sở tu những lão sư khác trong nháy mắt không nói lời nào sở tu nếu mở miệng ba đại học viện khẳng định vui mừng hớn hở đem trầm mộ ngưng tuyển vào mà ba đại học viện các lão sư thì là đã bắt đầu quan sát thẩm mộ ngưng nghĩ có nên hay không từ nàng nơi này xuống tay để cho nàng đi khuyên bảo sở tu đến trường học của mình trầm mộ ngưng từ trong hát tháp đi ra đi tới bên người sở tu cúi đầu nhỏ giọng nói sở tu ta chỉ khế ước một cái quỷ binh cấp quỷ dị có phải rất kém cỏi hay không Sở Tu khẽ lắc đầu. Cậu đã rất tuyệt rồi, cậu là học sinh cấp bậc Quỷ binh khế ước đầu tiên của trường chúng tôi. Thẩm Mộ Ngưng vẫn biểu môi. Nhưng mà, biểu hiện này của em không thể ở bên anh được. Sở Tu cười cười nói. Vậy cũng không nhất định. Trầm Mộ Ngưng nghe vậy trong lòng vui vẻ, nàng biết Sở Tu đây là tỏ thái độ, chính mình cũng có thể vào ba đại siêu cấp học viện. Không chỉ như thế, còn có thể hưởng thụ tài nguyên siêu tốt thẩm mộ ngưng mừng rỡ vương ngón tay trắng nõn, kéo cánh tay sở tu không ngừng lay động. Sở tu, anh thật tốt. Trần Hằng vẫn luôn chú ý thẩm mộ ngưng nhìn thấy tình cảnh này, tức giận đến nghiến răng, vì sao, vì sao sở tu có thể được thẩm mộ ngưng ái mộ? Cũng bởi vì hắn thiên phú tốt sao? Nhưng trái tim mình đối với cô lại là thật. Chẳng lẽ thật lòng so ra kém cái gọi là thiên phú, thật lòng nên bị dẫm đạp sao? Ta không phục, Ta không phục A. À. Kế tiếp, lớp 12, Trần Hằng. Trần Hằng nghe được gọi tên mình, mạnh mẽ đè nén tức giận của mình, đi lên. Hai phút sau, thầy khế ước tuyên bố kết quả. Trần Hằng, cấp quỷ tướng quỷ dị, đao phủ quỷ. Tiếp theo chỉ thấy Trần Hằng vẽ mặt hưng phấn từ trong hắc tháp đi ra. Chính mình khế ước quỷ tướng tìm lực quỷ dị, coi như là một thiên tài, coi như là ba đại siêu cấp học viện cũng là có thể đi vào rất nhiều bạn học đều ném tới ánh mắt hâm mộ đối với hắn. Trần Hằng khế ước với quỷ tướng tìm lực quỷ dị, cái này quá lợi hại đi. Trừ sở tu ra, hắn cũng là một thiên tài. Lớp một thật là lợi hại, có sở tu, còn có học sinh lợi hại như Trần Hằng. Các lão sư các đại học viện đối với kết quả này cũng rất kinh ngạc. Ồ, trường nhất trung thành phố La Hải này lại còn có một thiên tài. Khế ước quỷ tướng tìm lực quỷ dị, chỉ cần cuộc thi săn quỷ phát huy không quá kém tam đại học viện đỉnh cấp là không thành vấn đề tiểu tử này thật không tồi lát nữa có thể tiếp xúc một chút nghe được tiếng nghị luận chung quanh trần hằng càng thêm đắc ý hắn nhìn về phía trầm mộ ngưng nhìn xem lúc trước ngươi đối với ta yêu không để ý tới hiện giờ khế ước của ta quỷ dị lại so với ngươi cao cấp hơn nhưng một giây sau vẻ mặt của hắn liền cứng lại bởi vì thẩm mộ ngưng căn bản không nhìn hắn chỉ lo nói đùa với sở tu. Cùng những người khác phản ứng bất đồng, Chu Á Long lại nhíu mày một cái, cái này không đúng a, à? đao phủ quỷ tinh thần lực là 73 h nhưng là Trần Hằng tinh thần lực chỉ có 58 hách a, à? mặc dù là tăng lên 20%, vậy cũng chỉ có 70 h không tới. Rất hiển nhiên, tinh thần lực của đao phủ quỷ này vượt qua cực hạn của Trần Hằng. Nhưng không đợi hắn đi hỏi, thanh âm khế ước lão sư lại truyền đến. Kế tiếp, lớp 12 sở tu. Chương 3 Âm thần tìm lực quỷ dị sợ hãi, chung quỳ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được lời này, mọi người trong nháy mắt phấn chấn tinh thần, đem ánh mắt chuyển hướng sở tu. Mà trong phòng truyền hình trực tiếp nhân số cũng đạt tới đỉnh điểm, chẳng qua đều không có soát màn đạn, mà là lẳng lặng nhìn sở tu. Cả nước các nơi, các cái trọng yếu ngành, từng cái chỉ có thể ở trên tivi nhìn thấy đại lão cũng đều mở ra phòng truyền hình trực tiếp tất cả trường học cũng đều ở trong lớp bắt đầu phát ra sở tu khế ước hình ảnh tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem nhất là những cái kia cùng sở tu một giới các thiên tài khác càng là không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn mà đồ đệ nhất thiên tài lăng tử anh là một nữ hài dáng người cao gầy tướng mạo tuyệt mỹ lúc này nàng đang nhìn trực tiếp không chớp mắt trong miệng thì thào tự nói ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì đặt ở trên đầu ta nhiều năm như vậy. Lạc đô đệ nhất thiên tài Lý Duệ Hằng. Sở tu, ngươi có thể khế ước cái nào quỷ dị đây? Kinh đô, vân tỉnh, thuộc châu các nơi trong cả nước, những học sinh thiên phú nổi bật kia đều đang xem truyền hình trực tiếp, nhất là sở tu ở giữa hình ảnh, vạn người chú ý. Chính là người này, đem bọn họ gắt gao đặt ở dưới thân thật nhiều năm. Nếu như là những năm trước, những thiên tài kia đều có cạnh tranh cả nước đệ nhất cơ hội, nhưng là cùng sở tu một khóa bọn họ, chỉ có thể cố gắng tranh thủ lão nhị vị trí. Hôm nay nhất định phải nhìn xem người này có thể khế ước cấp bậc quỷ gì gì. Sở tu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của thẩm mộ ngưng. Tôi đi qua đây. Thẩm mộ ngưng ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt nắm đấm nhỏ. Cố lên. Sở tu cười cười, bước nhanh về phía hát tháp. Khế ước lão sư trước hắc tháp đã rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy sở tu, trên mặt vẫn xuất hiện một nụ cười. Sở tu tới rồi, mau vào đi. Sở tu lễ phép cười nói. Đa tạ lão sư. Khế ước lão sư nghe được lời này, nụ cười càng thêm sáng lạng, đây chính là từ trước tới nay thiên phú tốt nhất học sinh A, à, tương lai đỉnh cấp cường giả, đại hạ thủ hộ thần một trong, hiện tại vậy mà cùng mình nói cảm ơn. Chuyện này đủ để tự mình thổi phòng con bò cả đời. Thấy Sở Tu đi vào hắc tháp, trong màn đạn lập tức nghị luận. Sở Tu đi vào, hắn đi vào. Sở Tu có thể khế ước cái gì tìm lực quỷ gì? Quỷ hoàng hay là quỷ đế? Quỷ hoàng cùng quỷ đế. Người đây là khinh thường Sở Tu a, à? hắn khế ước một chút âm thần tìm lực quỷ gì đều xem như thất bại. Hâm mộ a, à? Sở Tu thiên phú sao lại tốt như vậy, tinh thần lực cao như vậy a? À? Thị trưởng Trương Chí Thành hưng phấn nhìn chầm chầm tháp đen, khóe miệng nhếch lên còn khó ép hơn a ca. Rốt cục đến sở tu rồi, tôi đã khẩn cấp muốn xem khế ước của hắn. Hiệu trưởng Phương Chính Đình cười đến không nhìn thấy. Nhất định là âm thần có tiềm năng mạnh nhất. Tỉnh trưởng Cao Thiên Chí cũng mở miệng. Khẳng định là âm thần tiềm lực quỷ dị, bất quá nói đi cũng phải nói lại, mặc dù biết là kết quả này, nhưng vẫn rất chờ mong nhìn thấy một khắc kia a trên ghế giáo viên đại học, từ thắng tuyết đảo trọng mắt một chút, đứng lên, nói. Ai nha, ngồi thời gian dài, tôi đi về đúc c Hai người khác khinh thường nhìn nàng một cái, bọn họ hôm nay vì có thể thời thời khắc khắc nhìn thẳng sở tu, thậm chí cũng không dám uống nhiều nước, chỉ sợ chính mình không cẩn thận không nhìn được, sở tu bị học viện khác cướp đi. Từ thắng tuyết xoay người rời khỏi chỗ ngồi, trên mặt xuất hiện nụ cười mưu kế thực hiện được. Cô từ trên sân khấu đi xuống, đi một vòng từ phía sau đông đảo học sinh vòng qua lớp 1, đến bên cạnh thẩm mộ ngưng bạn học thẩm mộ ngưng thẩm mộ ngưng đang hết sức chăm chú nhìn tháp đen nghe thấy có người gọi mình quay đầu nhìn một chút phát hiện là từ thắng tuyết có chút kinh ngạc thầy từ sao thầy lại tới đây trên bàn các vị lão sư ngồi đều đặt một tấm bảng trên đó viết tên trường học và tên lão sư cho nên thẩm mộ ngưng mới biết tên từ thắng tuyết từ thắng tuyết đi tới bên cạnh cô nhỏ giọng nói. Bạn trầm mộ ngưng, tôi tới đây là để bàn bạc với bạn một chuyện. Thẩm mộ ngưng nháy mắt mấy cái. Chuyện gì? Từ thắng tuyết nói. Ta hy vọng lát nữa ngươi có thể giúp ta khuyên bảo sở tu một chút, để hắn gia nhập học viện săn quỷ thâm thành chúng ta. Thẩm mộ ngưng nghe vậy vẻ mặt khó xử. Cô từ, chuyện này chỉ sợ em không làm chủ được, sở tu có suy nghĩ của mình, em không thể ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy từ tháng tuyết cười nói. Trầm mộ ngưng đồng học, nếu như sở tu gia nhập học viện của chúng ta, chúng ta cũng sẽ nhận ngươi, chúng ta không chỉ sẽ miễn trường ngươi trong lúc ở trường hết thảy phí tổn, còn có thể dựa theo đặc biệt tuyển sinh đại ngộ cho ngươi tài nguyên. Sau khi thẩm mộ ngưng nghe xong, tim đập nhanh hơn, không phải cô muốn cái này sao? Vì thế cô gật đầu. Vậy được rồi thầy từ, em sẽ cố gắng hết sức. Ngay khi hai người nói chuyện với nhau, Tần Phong Dương phát hiện có chút không thích hợp, liền nhìn thoáng qua bên này. Khi hắn nhìn thấy từ thắng tuyết đang nói chuyện với thẩm mộ ngưng, trong nháy mắt tức giận. Cái thứ không biết xấu hổ này lại đi tiếp xúc với thẩm mộ ngưng. Hoàng Như Long cũng tức giận nhảy dựng lên. Đàn bà này không nói võ đức, lại làm loại chuyện này, hừ, ta cũng đi. Tần Phong Dương không cam lòng rớt lại phía sau. Lão tử cũng muốn đi. Rất nhanh, hai người cũng đi tới bên cạnh trầm mộ ngưng, đưa ra điều kiện rất phong phú, nhờ trầm mộ ngưng giúp bọn họ khuyên bảo sở tu. Tâm hư vinh của thẩm mộ ngưng rất thỏa mãn, cô rất hưởng thụ cảm giác mọi người theo đuổi. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài sở tu một chút cũng không biết, lúc này hắn đã đi tới bên trong hát tháp, đang quan sát tình huống chung quanh. Hát tháp bên trong tràn ngập màu đen sương mù, đây cũng không phải là thật sương mù, mà là nồng đậm đến cực hạn âm khí đặt mình trong đó giống như tiến vào không gian khác. Hắn lại đi về phía trước vài bước, trước mắt xuất hiện 12 tấm bia thủy tinh màu đen. Những bia thủy tinh này cao chừng 2 mét, rộng 1 mét 2, mặt trên có đồ án quỷ dị dày đặc. Đồ án quỷ dị trên bia thủy tinh phía trước vô cùng nhỏ, chỉ lớn bằng một tấc ảnh chụp. Càng hướng phía sau bia thủy tinh mặt trên đồ án càng lớn, cuối cùng một cái bia thủy tinh mặt trên chỉ có 5 cái quỷ dị đồ án, đây chính là có âm thần tiềm lực quỷ dị cũng không biết bia thủy tinh này là từ đâu tới bên trong thậm chí có nhiều quỷ dị như vậy để cho mọi người tiến hành khế ước khế ước quy trình sở tu đã rất rõ ràng ngươi lựa chọn cái nào quỷ dị liền đem tay đặt ở phía trên dùng tinh thần lực đi câu thông quỷ dị sau đó trong lòng mặc niệm khế ước chú ngữ dưới tình huống bình thường quỷ dị cũng sẽ chủ động lựa chọn muốn cùng nhân loại tiến hành khế ước Bất quá đều là so với người này mạnh hơn rất nhiều quỷ dị đi hấp dẫn nhân loại cùng nó tiến hành khế ước, cứ như vậy, chúng nó liền có cơ hội đi cướp đoạt thân thể của người này. Mà những cái kia so với nhân loại yếu quỷ dị thì là không có động tĩnh, bởi vì chúng nó biết không phải nhân loại đối thủ, khế ước về sau chỉ có thể thành thật làm khế ước quỷ dị cho người ta. Bất quá sở tu sau khi tiến vào, bên trong đều im ắng, không có bất kỳ quỷ dị muốn hấp dẫn hắn tiến hành khế ước. Bởi vì bọn họ đều nhận ra Sở Tu Cường Đại mình không phải đối thủ. Nhất là năm âm thần kia tìm chất quỷ dị, thậm chí phóng thích ra chống cự tâm tình. Sở Tu mới mặc kệ bọn họ kháng cự hay không kháng cự, trực tiếp đi tới phía sau cùng bia đá trước, nhìn phía trên có âm thần tìm chất quỷ dị. Này năm cái quỷ dị đều có đặc sắc riêng, phía trên cùng chính là một cái nhân loại đế vương bộ dáng quỷ dị, hắn dáng người hùng tráng, cầm trong tay thanh đồng kiếm chỉ phương xa. Đây là đế vương quỷ, ngoài trừ thực lực cường đại của bản thân, còn có được năng lực kinh sợ cùng thống ngự, năng lực kinh sợ sẽ làm cho địch nhân đánh mất ý chí chiến đấu, thống ngự còn lại là tự mang khí tức đế vương, làm cho người khác đều tin phục hắn. Người thứ hai là một tướng quân cầm súng phóng ngựa, chỉ bất quá tướng quân này và tuấn mã dưới trướng hắn toàn bộ đều là tên, phỏng chừng có mấy trăm cây. Cái quỷ dị này gọi là bạch mã tướng quân, đặc điểm chỉ có một chữ, mảnh. Thứ ba là một đầu sạc sỡ mảnh hổ, tại mảnh hổ chung quanh, còn có rất nhiều hình người tiểu quỷ yên ngựa sau hầu hạ. Đây là mảnh hổ quỷ, ngoại trừ sức chiến đấu cường đại ở ngoài, còn có thể nô dịch một ít so với mình thực lực nhỏ yếu quỷ dị cung cấp cho mình sai khiến. Thứ tư là một thân cây, một cây hòe già to lớn dị thương. Đây là thụ yêu quỷ, cũng có năng lực khống chế quỷ dị. Người thứ năm vẫn là một người, bất quá là người bị thiên lôi đánh trúng đây là thiên lôi quỷ có thể phóng thích lôi điện cấp bậc thiên lôi là khắc tinh quỷ dị năm cái quỷ dị này trưởng thành lên toàn bộ đều là âm thần cấp bậc quỷ dị nhưng mạnh nhất vẫn là cái thứ nhất đế vương quỷ sở tu hít sâu một hơi dùng tinh thần đi câu thông cái thứ nhất quỷ dị hai người rất nhanh liền lấy được liên lạc sở tu dùng tinh thần lực hỏi người có nguyện cùng ta kết thành khế ước cùng nhau thủ hộ nhân loại Thanh âm đế vương quỷ xuất hiện trong đầu sở tu Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta Sở tu sửng sốt một chút, những thứ quỷ dị này quả nhiên rất bài xích hắn Ngay khi hắn chuẩn bị cưỡng ép khế ước với người này, thanh âm đế vương quỷ lại xuất hiện À, khí tức trên người ngươi thật quen thuộc, ngươi là người ở nơi đó, ngươi là người ở nơi đó Nói xong lời cuối cùng, đế vương quỷ thậm chí lớn tiếng gào thét lên, giống như gặp phải đại khủng bố gì đó sở tu trong lòng rung lên một cái. Đế vương quỷ này là có ý gì? Vì vậy hắn hỏi. Ngươi nói ta là người ở nơi đó, nơi đó lại là nơi nào? Đế vương quỷ điên cuồng gào thét. Nơi đó, chính là nơi đó. Ngươi chính là người ở nơi đó. Qua một hồi lâu, đế vương quỷ mới tỉnh táo lại, miệng thì thào tự nói. Ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn. Ngươi là ai? Tôi là ai? Nơi đó là địa phương nào? Khóe miệng Sở Tu Hơi giật một cái, tên này là tinh thần rối loạn rồi. Bất quá cái này cũng thuộc về tình huống bình thường, trong sách giáo khoa đều viết, hắc tháp bên trong quỷ dị đại bộ phận đều có chút không bình thường. Bồi dưỡng bồi dưỡng là tốt rồi, tự như nhân loại nuôi tiểu hài tử, tiểu hài tử cũng cái gì cũng không hiểu, đều là một chút giáo dục nuôi lớn. Hay là trực tiếp khế ước đi. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng sức mạnh lần nữa, đế vương quỷ lại nói ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi sở tu lại ngừng lại cậu có ý gì cậu nhớ ra cái gì đế vương quỷ không để ý tới sở tu miệng không ngừng nhắc tới chung quỳ chung quỳ nghe được đế vương quỷ nói da đầu sở tu trong nháy mắt tê dại chương 4 chật vật lựa chọn khế ước chung quỳ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chuyện cười lớn, thiên tài biến phế vật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Ác linh cấp quỷ dị tìm lực lớn Sở tu bị mang đi kiểm tra đầu óc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 nhân sinh của ta chính ta phụ trách, lạc dài uy quan tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đám người trào phúng, giáo hoa chia tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Săn quỷ khảo thí bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Cầm súng thủ sát, các ngươi đừng nghĩ vượt qua ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.